Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Hoàng Thị Bích Thủy, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bích Thủy hiện nay công việc chính là đang phân phối trà hòa tan Multi Group của tập đoàn Disney cùng với team Win Win 9319. Phải nói là một đội nhóm mà Bích Thủy rất là tự tin và Bích Thủy tự hào khi Bích Thủy đang có mặt trong đội nhóm team Win Win 9319 ạ. Và đang nắm bắt một công cụ, phải nói là một công cụ thuận lợi nhất trong lịch sử loài người để giúp cho chúng ta sở hữu được công thức của sự tự do tài chính, đó là tự do về thời gian, tự do về tinh thần, thể chất và tự do về sức khỏe, sắc đẹp, cũng như là tự do về tài chính, là điều mà chúng ta hằng mơ ước mà không biết chúng ta tìm ở đâu, đúng không các anh chị? Thì ngày hôm nay chúng ta đã gặp đúng một cái công cụ gọi là công cụ Disney và cùng hợp tác với Win Win 9319. Thì hai từ thụ động và hai từ thừa kế thật sự sẽ đến với chúng ta trong cơ hội của Disney và đặc biệt duy nhất chỉ có team Win Win 9319 ạ. Và sở thích của Bích Thủy hiện nay là thích làm ra thật nhiều tiền, thích đi mua sắm, thích du lịch và thích giúp đỡ cho tất cả mọi người xung quanh Bích Thủy có được nguồn sức khỏe và sắc đẹp hoàn hảo cũng như tự do thời gian và tự do tài chính mà con đường chúng ta đang lay hoay đi tìm kiếm thì nay đã có biết nay rồi các anh chị ạ. Thì ngày hôm nay đã trải qua là ngày 27 của khóa học thực chiến để thành công, chỉ còn 3 ngày nữa là chúng ta đã được tốt nghiệp cái khóa học và đã gọi là thực chiến. Thì các anh chị thực hành đủ 27 ngày thì chắc chắn con đường thành công. Và với nắm bắt cơ hội biết nay và với team Win Win 9319 thì hai từ thành công đã nằm chắc trong tay chúng ta rồi các anh chị. Quan trọng là chúng ta có mong muốn điều đó đến với mình hay không. Bởi vì nằm trong một đội nhóm giỏi thì cho dù các anh chị chưa giỏi, trước sau gì các anh chị cũng được tỏa sáng trong một cái đội nhóm mà với những người dẫn dắt chúng ta là hầu như có nghề, có kỹ năng, có kiến thức, có tầm nhìn, thì đi theo chân người thành công chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Bởi vì chúng ta muốn thành công như những người như họ thì chắc chắn chúng ta phải đi vào những bước chân, những gì mà họ đang làm. Và ở đây chúng ta các bông sò là người đã có kỹ năng kiến thức rất là nhiều và sẽ truyền tải lại tất cả cho chúng ta, là chắc chắn con đường thành công đã nắm trong tay, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay lại là một ngày chúng ta học thêm một những cái ưu thế khi chúng ta cộng tác cùng Disney và nhất là chỉ team Win Win 9319 thì chúng ta mới sở đủ được 25 cái ưu thế này nha các anh chị. Và 25 ưu thế này chỉ trong team Win Win 9319 của chúng ta mà thôi. Có cơ hội học hỏi, tăng trưởng bản thân và đi du lịch khắp nơi trong nước và kể cả trên thế giới. Và có cơ hội là chúng ta làm việc, học hành, vui chơi cùng đội nhóm. Và có cơ hội là chúng ta trở thành những chuyên gia tổng gia quát. Và có cơ hội được chăm sóc sức khỏe chủ động, kể cả là giúp cho người khác sở hữu về sức khỏe, sắc đẹp cũng như về tài chính. Là có cơ hội đi bất cứ nơi nào mà không bị mất công việc của chúng ta, đúng không các anh chị? Và có cơ hội được thanh khoản ngay và luôn, khi có tiền là về ngay và luôn, và còn được tặng rất nhiều tài sản của tập đoàn Disney đang sở hữu dành cho người tiêu dùng làm giàu. Thì hiện tại là phải nói là 25 ưu thế, nó rất rất nhiều cái ưu thế mà hầu như chỉ có team của chúng ta 9319 mới có được điều này nha các anh chị. Đồng hành trong một đội nhóm mà chúng ta cảm thấy chúng ta vô cùng an tâm và chúng ta vô cùng vui vẻ khi chúng ta làm việc cùng với đội nhóm, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta càng tinh thần chúng ta càng sảng khoái, càng vui vẻ thì tiền lại càng đến với chúng ta, đúng không các anh chị? Thì trong cái đội nhóm của chúng ta y như là một gia đình thứ hai của Bích Thủy. Các anh chị không biết các anh chị có cảm nhận như Bích Thủy ngày hôm nay không ạ? Chắc chắn các anh chị cũng cảm thấy là chúng ta vô cùng hạnh phúc khi là thành viên của team Win Win 9319, được sở hữu những cái kiến thức, những cái tài sản quý báu mà các con sơ đã từng có kinh nghiệm và trải nghiệm trong lĩnh vực này hơn 12 năm đã trao lại cho chúng ta. Thì chắc chắn chúng ta sẽ rút ngắn con đường thành công nằm trong tay của chúng ta rồi, đúng không các anh chị? Bởi vì chúng ta đi với người đỡ đầu giỏi, chắc chắn gì trước sau chúng ta cũng được tỏa sáng, đúng không ạ?
thì việc còn lại chúng ta hãy tăng trưởng và liên tục tăng trưởng bản thân mỗi ngày, để chúng ta làm ngày hôm nay chúng ta giỏi hơn ngày hôm qua nha các anh chị, thì thành công chắc chắn sẽ đến với chúng ta, đúng không ạ? Thì có thể xin cảm ơn những cái nội dung mà Bonsa Tâm và Bonsa Mỹ đã bằng những cái chất xám của mình, những kinh nghiệm và những trải nghiệm của mình đã cho tất cả mọi thành viên trong team 9319, và nhất là những quý cô chú các anh chị đang có trong khóa học thực chiến 30 ngày này, thấy được những cái ưu thế khi chúng ta cộng tác cùng Vinh 9319 rất là may mắn, đúng không các anh chị? Thì Bích Thủy xin cảm ơn, rất là cảm ơn Bonsa Tâm và Bonsa Mỹ đã có những cái ý tưởng và những cái bài học giá trị trao tới cho tất cả mọi thành viên trong khóa học. Và Bích Thủy kính chúc cho hai người thầy của Bích Thủy là được luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và nhiều năng lượng hơn nữa, và bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống để trao đi nhiều cái giá trị đến cho cộng đồng. Và ngày mới Bích Thủy xin kính chúc cho tất cả quý cô chú các anh chị chúng ta được tràn đầy năng lượng, vui vẻ, thuận lợi, may mắn và thành công. I love my team, Vinh 9319.